Những ngày này trên công trường hai đoạn cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết, Dầu Dây đang tất bật công nhân thi công cả ngày lẫn đêm để mong kịp đúng tiến độ về đích. Tuy nhiên, thời gian qua những chiếc xe không phận sự vẫn đi vào công trường hai đoạn cao tốc trên ngày càng dày đặc. Việc xe chạy như vậy vừa tiềm ẩn nguy hiểm, vừa gây trở ngại vô cùng lớn cho các nhân công đang làm trên đường cao tốc. Đáng chú ý, không chỉ xe máy và xe thông thường của người dân hai bên tuyến đi vào mà còn có cả siêu xe, mô tô phân khối lớn, cứu thương, xe khách. Những chiếc xe phân khối lớn như trên chạy bạt mạng trên công trường, nhiều nhân công đang làm muốn thót tim. Nhất là vào ban đêm, trên công trường rất tối và khó quan sát nhưng nhiều xe vẫn vô tư chạy vào. Tại nhiều vị trí gói xây lắp số 4 của đoạn cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết, nhà thầu dùng tảng bê tông lớn chặn để công nhân yên tâm thi công vị trí khe co giãn hai bên cầu. Nhiều xe chạy lụi đến đoạn này lại nhốn nháo, rối rắm tìm đầu ra lại khỏi tuyến.